Đây là con rắn hổ mang này. Đây nha mọi người. Ui. À. Con này kinh nhỉ. Vừa mới cặp quạt ta. Ở đâu Hùng ơi? Ở đâu đây anh Hưng? Đây. Đâu rồi sao nè? Đây. À. Hổ mang à? Hổ mang nhé mọi người. Đây là con rắn hổ mang này. Đây nha mọi người. Ui. À. Con này kinh nhỉ. Vừa mới cặp quạt vài cái cỏ đây. Hổ mang là đi ra đây. Hổ mang ở trên cây là dữ lắm này. Đẹp nhỉ. Ui nhìn nó đẹp kìa. Mọi người nhìn xem. Ui. Thế mọi người nhìn thế nào thì nhìn nó hổ mang cái cây thấy rất đẹp. Này chắc là bố trên đây nâu ấy vậy. Ừ, con này chắc là gì ở trên này đâu. Làm sao ta lại nhìn lên ta bố cho nhìn còn còn mít nào không? Thế làm sao ta nhìn thấy vui rồi. Này có phải nó đi nhiều đây, chắc trên đây nó quen này nhỉ. Cái vườn này rộng quá này mọi người. Vườn này là này. Cái vườn này quá rộng luôn, rắn rếp đây là rất là nhiều. Này con này đẹp nhá. Đẹp thật công nhận. Nó đẹp này, nó vắt vẻ lên cây này. Kinh thật đấy chứ. Nó cao nhỉ. À, nó phỉ. Đẹp chưa? Cụ đi làm cỏ cụ tránh tránh những cái gì ra, mới đeo ủng vào. Tránh những cái chỗ lá cây ấy. Bỏ bên nhà đi ra, tao mà đẹp chưa mọi người. Úi giời, dã man ơi, phun độc luôn. Thế này giờ đi ra đây cái nào. Làm sao giờ cái đất loại này nhìn lên chứ không đi. Này mà không này mà không mày không nhìn thấy thì nguy hiểm lắm. Ừ đang cái quạc 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 cái quả đây này. Úi giời. Cẩn thận nhé. Kinh nhỉ. Nó ngọc cao nhỉ. Viên cầm máy để anh bắt nó xuống. Mà đi qua mà nó không nhìn thấy. Quá cái nó mổ đấy. Con này hùng lắm. Chưa, này, mọi người nhìn nó ngồi này. Thật nhá. Này bố. Này. Nó có xuống biết. Nó bắt ở trên đây luôn, nó không theo xuống, nó không xuống rồi. Kinh đây. Mày sao cũng nhìn thấy chứ không nhỉ? Cái này mà đến gần nó mổ cho thì kinh đấy chưa? Đấy, nó xuống rồi đấy. Này là cụ ít đi ra ngoài vườn đấy nhá. Nguy hiểm lắm, ngoài nhà vườn nó nhiều rắn. Đây nha mọi người. Đấy, nó ra đấy. Ok, ok, ok. Hình con này nó cụ luôn đấy. Này nó đi qua mà mình không để ý là nó mổ vào người ấy. Hùng chưa? Bắt rồi mà vẫn còn như này này. Đấy. Mọi người ra vườn làm cỏ thì cũng chú ý cả ở trên cây đấy nhá. Để ý ở trên cây bởi vì rắn nhiều lúc nó bò lên cây nó nằm ở trên đấy. Ra làm cỏ chú ý. Mấy dưới những tán lá cây như này này là rắn nó hay rút ở dưới đây này. Mình không chú ý là mình đi mình dẫm phải nó là nó quay lại nó cắn mình luôn. Vâng, nó còn rút ở dưới mà. Đây. Con này công nhận dữ thật.